Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 4 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, tại các tỉnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 2 nên đã có mưa dông trên diện rộng. Nhiều nơi ở khu vực phía đông và vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to đến rất to, làm cho thời tiết trở nên mát mẻ hơn so với những ngày trước. Ghi nhận mưa lớn nhất tập trung tại Ninh Bình, Sơn Động của Bắc Giang, Cửa Ông Quảng Ninh, Đình Lập của Lạng Sơn với lượng mưa trên 100mm. Trong đêm qua và sáng nay thì tình trạng mưa lớn vẫn còn diễn ra, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Trung Du và vùng núi. Còn tại khu vực Trung Bộ, do chịu tác động từ rìa phía nam của hoàn lưu vùng áp thấp, nên cũng đã có mưa diễn ra ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, giúp cho tiết trời nơi đây mát mẻ hơn. Trong khi đó, đối với khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên, tình trạng nắng nóng vẫn diễn ra. Tuy nhiên, thì cường độ đã giảm nhẹ hơn so với ngày trước, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 36 độ. Ở tại khu vực Tây Nguyên, trong 24 giờ qua, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình vẫn gây mưa rào và dông trên diện rộng cho khu vực vào lúc chiều tối và đêm. Mưa tập trung nhiều ở tại khu vực phía Nam, trong đó thì có Cát Tiên của Lâm Đồng với lượng mưa 99,4 mm. Tại Nam Bộ, trong ngày hôm qua thì trời vẫn khá nhiều mây, mưa xuất hiện sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa với lượng lớn như tại Trơn Thành, Bình Phước, Tân Uyên của Bình Dương, Phước Long, Bạc Liêu và Sông Đốc của Cà Mau. Từ đêm hôm qua và sáng nay thì mưa giảm đi đáng kể, chủ yếu chỉ còn mưa giảm nhẹ trên khoảng 50% diện tích khu vực. Ban ngày thì trời nắng với cường độ không mạnh nên thời tiết vẫn diễn ra dễ chịu. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Trước hết là vùng phía Tây Bắc Bộ, hoàn lưu vùng thấp gây mưa tiếp tục suy yếu và tan dần. Khối không khí nóng phía Tây sẽ phát triển trở lại và mở rộng về phía nước ta. Do đó, tại các điểm du lịch nơi đây, đêm nay trời vẫn còn nhiều mây có mưa diễn ra tại Lào Cai, Hòa Bình. Ngày mai thì trời giảm mây và chuyển nắng, tuy nhiên thì thời tiết vẫn khá là mát mẻ với mức nhiệt cao nhất không vượt quá 32 độ. Chuyển sang khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Tại thành phố Cao Bằng, Tuyên Quang, thành phố Quảng Ninh hay là Việt Trì của Phú Thọ thì đêm nay trời vẫn khá nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ban ngày trời giảm mây và có nắng yếu nên thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch diễn ra. Nhiệt độ trong ngày chỉ dao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ. Tiếp đến là khu vực Trung Bộ phía Bắc của đảo Hải Vân. Do khối khí nóng phía Tây vẫn chưa phát triển mạnh nên tại đêm nay và chiều tối mai thì chỉ có mưa ở một vài nơi. Ban ngày thì nắng trải đều trên toàn khu vực, có nắng nóng xuất hiện cục bộ với cường độ không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Đông Hà ở vào mức 36 độ, những nơi khác thì phổ biến dao động từ 33 đến 34 độ. Xuôi xuống khu vực Trung Bộ phía Nam của đảo Hải Vân, do ảnh hưởng của dòng gió phân kỳ trên cao và khối khí nóng phía Tây, nên trong 24 giờ tới tại các điểm du lịch thuộc khu vực này, thời tiết sẽ duy trì trạng thái ban ngày trời nắng nhiều. Tại thành phố Đà Nẵng và Tuy Hòa thì có nắng nóng vào trưa chiều. Đến chiều tối thì khả năng mưa rào nhẹ sẽ xảy ra tại Phan Rang. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay là từ 25 đến 27 độ và cao nhất vào ngày mai là từ 34 đến 36 độ. Với thời tiết ít mưa và ngày nắng nhiều trong những ngày tới thì Khánh Hòa sẽ là nơi khám phá lý tưởng dành cho du khách. Ngoài các bãi biển đẹp thì nơi đây cũng có rất nhiều những điểm đến thú vị khác như thác Giang Bay, thác Tà Gụ, suối Mấu hay là suối Hoa Lan. Lên tới khu vực Tây Nguyên, đêm nay và chiều tối mai trời nhiều mây có mưa rào và dông trên diện rộng. Riêng tại Đà Lạt thì có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Đến sáng và trưa mai thì mây sẽ giảm và có nắng trở lại. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22 đến 31 độ. Riêng tại Đà Lạt thì mức nhiệt độ chỉ khoảng 16 đến 24 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, sự giảm dần của gió mùa Tây Nam cùng với sự suy yếu của hội tụ gió trên cao khiến cho thời tiết tại các điểm du lịch nơi đây chỉ còn mưa về lúc chiều tối. Riêng khu vực Cà Mau và Long Xuyên thì có thể xuất hiện mưa vừa, ban ngày giảm mây và nắng nhiều trở lại. Vì vậy mà các hoạt động ngoài trời cũng sẽ thuận lợi hơn so với những ngày vừa qua. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Cuối cùng là các điểm du lịch biển đảo. Tại khu vực đảo Cát Bà và Lý Sơn, thời tiết tốt dần lên, ngày giảm mây và trời có nắng. Sóng gió thì cũng chỉ hoạt động ở mức trung bình yếu. Trong khi đó, tại đảo Phú Quý và Phú Quốc thì trời vẫn khá nhiều mây và có mưa dông xuất hiện vào lúc chiều tối, nên sẽ phần nào gây khó khăn cho các hoạt động du lịch diễn ra tại đây. Nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức nhiệt từ 25 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.